Ở bên kia đó là có một cái quán gì đó ở đây, Sài Gòn Kitchen Vua Vina à. Soka cà phê à. Sài Gòn giờ này 21 giờ rưỡi rồi, gần mà gần 22 giờ vắng vẻ quá các bạn. Những quán cà phê giờ này cũng không còn khách nhiều nữa. Đây, quán cà phê giờ này vắng vẻ quá này, không còn, chỉ còn lác đác một vài người nữa. Ở phía trước mình đó là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh đó mà. Đây quán vắng nhưng mà cà phê bệt thì rất là đông các bạn. Ý, mình sẽ đi qua bên đây, mình sẽ quay một cái đoạn ở cà phê bệt ở chỗ trước nhà thờ Đức Bà, đây là công xã Paris nữa các bạn. Đó, bạn khủng khiếp không? Cà phê bệt các bạn rất là đông luôn. Rất là lạ các bạn, những quán thì rất là vắng vẻ nhưng ở ngoài đường thì lại rất là đông. Ở đây là công xã Paris, số 1 công xã Paris đó cả nhà. Quá chừng đông luôn các bạn, ta ngồi ở đây uống cà phê rất là đông luôn, rất là khủng khiếp luôn. Bên kia cũng vậy đó cả nhà. Đây nó dài tới đường Alexander Road các bạn, nó ngồi đông đây mình đi sẽ đi dài tới đường Alexander Road luôn các bạn, ở đường Hàng Phiên luôn các bạn. Quá trời đông luôn các bạn. Ở đây quán cà phê, trong quán thì lại là rất là ế ẩm nhưng mà ở ngoài đường này thì lại rất là đông. Ở phía trước này đây là công viên 30 tháng 4 đó các nhà. Không biết tuổi trẻ mình bây giờ nó có một cái nét ngộ vậy, nó ứng phong trào ấy, ra ngoài đường nó ngồi vậy đó, nó hóng bụi hóng gió vậy đó bạn, rất là lạ đời à. Tuổi trẻ mình bây giờ không hiểu nổi cả nhà, giờ nó ngồi nó bu ở đây. Quá khủng khiếp luôn bạn, đông nghẹt hết ở đây là đường Hàng Phiên rồi đó nha. Phía bên kia đó là, đây là công viên 30 tháng 4 đó các bạn, đây là công viên 30 tháng 4 các bạn. Mình sẽ đi trở lại ở phía trước nhà thờ Đức Bà các bạn. Ở đây là đường công xã Paris đó cả nhà. Quá kinh khủng luôn các bạn, tuổi trẻ mình bây giờ không hiểu nổi, quán xá thì nó không ngồi, nó vô uống mà nó ngồi ngoài về đường, nó hướng phong trào vậy đó các bạn, nó đông đến nỗi vậy các bạn thấy không, từ ở đường Nguyễn Du tới đường Alexander Road luôn các bạn nó ngồi ở ngoài đường vậy đó, rất là đông luôn giờ này là đã 22 giờ đêm rồi đó cả nhà. Mình sẽ qua bên trước ở bên trước cổng nhà thờ Đức Bà, ở bên đây nó cũng đông như vậy đó các bạn, mình sẽ quay cận cảnh cho cả nhà mình cùng xem nha. Đó các bạn, qua bên đây cũng vậy, cũng đông nè luôn cả nhà. Ở đây là trước nhà thờ Đức Bà nè các bạn, tượng đài Đức Mẹ.
đông ghê gớm quá nhà đó. Phía bên kia đó là bưu điện thành phố đó các bạn. Hướng này là đường Đồng Khải, mình sẽ đi về Wincom Đồng Khải đó các bạn. Hướng này nè, mình đi vòng đoạn đó là sẽ tới Wincom Đồng Khải á. Đây là đường Nguyễn Du. Khủng khiếp luôn các bạn, mình quay cho các bạn coi. Đứa trẻ bây giờ rất là lạ đó. Mình đi một qua bên bưu điện nha các bạn. Mình sẽ đi một vòng qua bên bưu điện. Phía trước mình đó là đây Manh La Cha đó cả nhà. Đây mình sẽ đi băng con bưu điện đó bạn. Đây bên bưu điện này cũng đông nghịch luôn đó nè cả nhà. Bưu điện thành phố Sài Gòn ngoài đêm rất là đông các bạn, rất là hoàn hảo luôn. Phía bên đây cũng vậy. Đông xe khủng khiếp luôn các bạn. Giờ này mình sẽ đi về hướng Vincom Đồng Khải nha cả nhà. Của Vinasin bây giờ là du lịch Vinasin không có còn sống sót, không còn tồn tại ở Sài Gòn nữa các bạn. Nó rất là ít luôn, hầu như là còn lác đác một vài chiếc đó các bạn, nói còn có một vài chiếc thôi. Chứ hồi xưa nếu mà khu này là rất là nhiều taxi Vinasin nó đậu đây rồi, Mai Linh rồi nhiều tập đoàn khác các bạn. Nhưng mà bây giờ ở Sài Gòn mình bây giờ chỉ hình như taxi truyền thống chỉ còn có một hãng Vinasin thôi các bạn. Mai Linh ở Sài Gòn giờ là không còn luôn á. Bây giờ là những hãng taxi truyền thống đã nhường chỗ lại cho những cái hãng xe taxi công nghệ hết rồi các bạn. Hầu như bây giờ là ở Sài Gòn mình 100% là có 100% thì quá đáng, chứ khoảng 90% là người ta sử dụng taxi là người ta đã sử dụng bằng xe công nghệ hết rồi các bạn, không còn sử dụng xe truyền thống như hồi xưa nữa. Ở bên kia là trường Trung học chuyên Trần Đại Nghĩa nha. Đây có một chú xe ráp, em bé, mẹ ẩm em bé. Ở phía trước mình đó là ngã tư Hai Bà Trưng. Mình đi xe thẳng xuống dưới luôn, đi thẳng rồi Nguyễn Tư Trọng thì mình sẽ đi xuống cầu Ba Son, mình sẽ về thành phố Thủ Đức luôn đó cả nhà. Mình sẽ đụng đường Tôn Đức Thắng rồi mình sẽ lên cầu Ba Son á. Các bạn mình sẽ đi đây là tới ngã tư Hai Bà Trưng rồi các bạn. Ngã tư ở cặp hai bên này hồi xưa là hàng quán nhiều lắm, nhưng mà bây giờ nó vắng tanh lắm các bạn, ngay trung tâm quận nhất mà giờ này tối thui luôn. Ta buôn bán ế ẩm quá, người ta bây giờ ta trả mặt bằng rất là nhiều rồi cô chú và anh chị. Sài Gòn mình không còn hồi xưa là nó vào phòng Ngọc Viễn Đông, chứ thực ra bây giờ là sơ sát hết cả nhà. Người dân Sài Gòn bây giờ không còn mà sống như hồi xưa đó, nó cuộc sống xa hoa hồi xưa là bây giờ không có còn đâu cả nhà. Bây giờ cắt giảm chi tiêu hết rồi, người ta sống rất là tiết kiệm các bạn. Bởi vì làm họ làm không có được như hồi xưa nữa các bạn. Thật ra mình bây giờ mình cũng làm cái già chút, nó là anh nó chạy ẩu quá, anh xe điện là chạy ẩu quá. Ở đây là hải sản Hoàng Gia, một quán hải sản rất là lớn luôn các bạn, một quán hải sản rất là lớn luôn, quá chừng tôm hùm luôn các bạn. Mình sẽ quay tôm hùm nữa rồi, quá trời tôm hùm luôn. Thôi con tôm hùm to to không à. Đó, các bạn, đây là hải sản tươi, nhà hải sản tươi sống đó các bạn. Hướng này mình sẽ đi về khu phố người Nhật đó các bạn. Ở khu đó là đa số là người Nhật người ta sinh sống đó.
À, này hồi xưa cái đoạn này là sầm uất lắm luôn đại gia đình, mà bây giờ nó vắng vẻ như nè. Đó, hồi xưa là khu này là bắt đầu là có những nhà hàng người Nhật rất là nhiều luôn, mà bây giờ nó trả mặt bằng nó giải hết, nó gần hết luôn mà. Khúc trước là bắt đầu tối thui, nó không còn đèn nữa đó. Ở bên kia là bệnh viện, ở phía trước bên tay trái mình nó là bệnh viện Nhi Đồng 2 đó cả nhà. Đó, cái đoạn này rất là tối đó các bạn ơi. Bởi vì ở đây nó có những cái nhà rất là to luôn, nhưng mà nó có đang sửa chữa cho nên không có đèn á các bạn, nên là rất là tối luôn. Dạ, mình đi nhanh nhanh qua đây một xíu các bạn, khu này nguy hiểm quá. Dạ, phía trước này có đèn sáng này nè cả nhà. À, bơ bán bò, quán gì lạ quá vậy ta, bò ngon với bơ bán bò, cái tên gì khó đọc quá à. À, đó ở phía trước mình đó là bệnh viện Nhi Đồng 2 đó cả nhà, phía bên tay trái mình đó là bệnh viện Nhi Đồng 2, là đó là ngã ba Thái Văn Lung đó các bạn. Ồ, cái đoạn này nó tối quá các bạn ơi. Ồ, sao vậy? Ồ. À, mình sẽ đi về một xíu nữa các bạn, mình sẽ đi thẳng về ngã ba Thái Văn Lung cả nhà. À, phía trước này hơi tối các bạn. À, đây có một điểm rất là độc lạ, khu dưới này là người Nhật, đa số là người Nhật các bạn, đúng là nhà hàng người Nhật luôn các bạn thấy không. Đây là khu phố người Nhật. À, sẽ cập nhật tình hình ở khu vực này nghe các bạn, khu Lê Thánh Tôn. À, rất là nhiều đây là khách du lịch này, khách du lịch người Nhật không đó các bạn, họ nói tiếng Nhật tiếng Hàn Quốc không à. Ở đây cũng là có rất nhiều xóm chị em đó đó các bạn, ở đây xóm chị em người Nhật đó. Nhưng mình không có quay cận cảnh được ở nhà để cho cái nghề người ta làm ăn các bạn, mình không có quay người ta. Có rất là nhiều chị em đứng bên hông nhưng mình không để cho người ta làm ăn các bạn. Mình đi xuống đường mình quay. À, hết rồi mình sẽ đi trở đi vô. Đa số là nhà hàng người ta kinh doanh cho phục vụ cho khách người Nhật, khách nước ngoài đó cả nhà. Khách du lịch, khách hàng người Nhật, khách Hàn Quốc không à. Rất là đông luôn. Trang trí là theo kiểu kiến trúc người Nhật các bạn thấy không? À, lồng đèn. À, trưng bày theo kiến trúc 100% người Nhật không các bạn đó. Đi một đoạn là sẽ ra tới ngoài đường Tôn Đức Thắng đó các bạn. À, ở đây là đoạn đầu của đường Lý Tự Trọng đó các nha.
Ở đây rất là nhiều quán massage rồi massage khỏe cho người nước ngoài đó các bạn. Cugada. Đa số là món của người Nhật chánh gốc luôn các bạn. Đây cái này cái nhà đó, ở đây là trang trí theo kiểu chánh gốc của người Nhật luôn đó các bạn, rất giống người Nhật. Khu này mình lâu lắm rồi mình không có xuống review cho cả nhà mình còn xem, hôm nay xuống đây nó khác quá các bạn. Xuống đây bây giờ nó thành một đúng là một khu phố người Nhật luôn á, rất là nhiều quán của phục vụ cho khách Nhật Bản các bạn đó, quán chiêu y như mình lọt qua bên nước Nhật Bản vậy đó cả nhà, giống như mình đang đi giữa một thành phố người phố Nhật Bản thấy không, không có một tiếng Việt tương toàn là tiếng Nhật không các bạn. Chỉ có lộn xộn những chiếc xe gắn máy nên làm cho nó không giống thành phố người Nhật, chứ nếu mà đừng có những chiếc xe gắn máy đậu cọc mé như vậy nữa là thành giống như là mình lọt vào thành phố của nước Nhật chứ đúng không các bạn. Đây là massage nam, massage khỏe đó cả nhà. Đây là tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc nè, là nó phì, phí ngâm chừng. Chết chà, thấy khu đó mình không quay được, mình đi ngược qua bên đây các bạn. Đó có mấy em áo xinh tươi mình không có quay người ta được các bạn, để cho người ta làm ăn các bạn. Mình sẽ qua bên đây, ở bên đây cũng vậy đó các bạn, ở phía bên nãy bên kia đường bên kia thì nhiều quán hơn, qua bên đây thì nó không có quán nhiều như ở bên kia cả nhà. Đây rất là nhiều em gái xinh tươi luôn. Mình sẽ đi qua phía bên đây cả nhà. Mình sẽ đi về hướng bên kia đấy. Mình sẽ đi về bên đây là lại đường Lê Thánh Tôn lại nha cả nhà. Ở đây là khu phố người Nhật, các bạn thấy giống thành phố người Nhật không? Có nhiều em gái xinh tươi ở bên kia đứng nhưng mà mình không có quay người ta, mình sẽ quay ở ngoài thôi cả nhà. Rất là nhiều em gái áo dài siêu mỏng đứng mấy bên kia nhưng mình không có quay người ta được, do chị em người ta làm ăn cả nhà. Mình quay tội nghiệp ta, nếu mình đưa lên mạng thì thôi cũng kỳ lắm. Ở đây là tới ở ngoài đầu đường rồi đó các bạn, ở phía cầu bên kia đó là mình đi xe qua thành phố Thủ Đức, cầu Ba Son đó cả nhà. Dạ, mình xin kết thúc video đây nghe cả nhà. Dạ, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nghe các bạn. Rất là sáng sủa không các bạn, rất là đẹp luôn. Đây là, dạ, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha các bạn.